tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ, Thạch Hạo đã đưa mọi người thoát khỏi khu vực truyền thừa, đi tới một khu rừng. Tuy không thể lấy được cốt thư, nhưng cậu vẫn cảm thấy hài lòng vì đã tham ngộ được bí pháp. Cậu biết rằng mình không nên quá tham lam, cầm được thì buông được. Hơn nữa, Thạch Hạo lại lấy được một nửa còn lại của tờ giấy vàng chứa phần sau của lôi đế quyết. Sau khi hai tờ giấy vàng kết hợp, một loạt hình ảnh đột nhiên hiện ra. Trong hình ảnh là tòa cung điện của lôi đế. Lôi đế chính là một trong thập hung có thành tựu lôi đạo cao nhất. Tờ giấy vàng này lại đến từ tay hắn ta. Nguyên Thiên Chí Tôn cũng xuất hiện ở đây. Như vậy xem ra Nguyên Thiên Chí Tôn từng xông vào đây, chiến thắng cường địch giành lấy bí pháp của lôi đế. Nguyên Thiên Chí Tôn để lại một lời nhắn. Tuy ông lấy được bí pháp, nhưng cuối cùng lại chưa thể siêu thoát. Điều may mắn là môn hạ thiểm điện khuyển của ông lĩnh ngộ được một chút ảo diệu, nhờ đó hóa thành long ngầu, không hổ là tiên đạo diệu quyết. Trong lúc mọi người đang tập trung vào hình ảnh thì một con cóc siêu to khổng lồ đã ngửi được mùi bảo vật. Nó âm thầm đi ra ngoài, sau đó há miệng phóng ra cái lưỡi dài định nuốt lấy hai tờ giấy vàng. Cũng may Thạch Hạo kịp thời phát hiện nên lao lên giành lấy trước. Tên kia thấy vậy cũng lao tới định nuốt luôn nam chính vào bụng, nhưng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị ăn một chiều giết chết. Hung thủ làm chuyện này chính là gốc cây đã truy đuổi Thạch Hạo. Sự xuất hiện của gốc cây khiến cho cậu đề phòng, nhưng ông ta lại cho biết mình không có ác ý, không cần lo sợ. Giữa cậu và gốc cây là người hữu duyên nên ông ta cũng không cố ý làm hại. Bản thân ông vốn là một hạt giống, vô tình lạc trôi tới khe hở trong bộ giáp, sau đó bị Nguyên Thiên Chí Tôn đưa vào bí cảnh này. Đây chính là duyên phận. Gốc cây ngỏ ý muốn giúp cậu và mọi người rời khỏi bí cảnh an toàn. Ông mở ra một cánh cổng không gian rồi cho biết Thiên Nguyên bí cảnh tuy có rất nhiều cơ duyên nhưng lại có hạn chế. Hơn 100 năm sẽ có một trận đại kiếp quét sạch cường giả thần hỏa. Dù cậu không lên cấp thì vẫn nên ra ngoài. Mà bây giờ bên ngoài lại tập trung rất nhiều cao thủ đại giáo. Chỉ cần Thạch Hạo ló mặt ra là sẽ bị bọn chúng thanh toán. Bước vào khe hở mà ông ta mới tạo ra thì có thể lách khỏi lối ra. Thạch Hạo biết ông ta không tự xưng lại đi giúp đỡ mình, cho nên cậu lập tức hỏi yêu cầu của gốc cây. Yêu cầu ông đưa ra cũng không quá đáng. Thạch Hạo cảm thấy trong tình thế này chỉ nên làm bạn, không nên đối địch, cho nên cũng đồng ý giúp đỡ ngược lại. Thái Âm Ngọc Thỏ và tên béo vẫn muốn ở lại tìm kiếm cơ duyên. Cho nên chỉ có Thạch Hạo và Thạch Trùng Thiền là bước vào khe hở. Phía sau khe hở là một vùng không gian vô tận. Tuy rằng gốc cây đã xuất hiện từ kỷ nguyên tiên cổ, nhưng khi đó ông vẫn chỉ là một hạt giống nên cũng không biết nhiều. Chỉ biết rằng mỗi một kỷ nguyên đều chia làm 4 loại thời đại khác nhau là tiền sử, thái cổ, nguyên cổ, cận cổ. Trên đường di chuyển, bọn họ nhìn thấy con thuyền bay khổng lồ. Gốc cây chủ động nhắc nhở im lặng, đồng thời tránh né phi thuyền. Đi trong không gian sợ nhất là gặp phải thuyền cổ màu đen nhuốm máu. Thứ này trường tồn qua thời gian, vô cùng quỷ dị. Cho dù có thực lực là cấp giáo chủ thì xông vào cũng khó thoát thân. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên được đưa tới một nơi có tên gọi là Mai Châu. Là một nơi chiến loạn, chém giết nhau nên gốc cây không tiện ở lại lâu. Trước khi rời đi, ông ta cũng cho biết một tin tức. Thượng giới sắp cử hành đại chiến tài của 3.000 châu. Triển khai ngay trong tiên cổ chi địa, chỉ có tôn giả cảnh mới có thể tiến vào. Trong tiền cổ chi địa có các loại cơ duyên tạo hóa, có lẽ rất có ích lợi với cậu. Thạch Trung Thiên đột nhiên nhảy xuống dòng dung nham, hành động này làm cho cậu cũng hoảng hốt. Thạch Trung Thiên ngoi lên và tỏ vẻ sảng khoái, hóa ra là địa khí sung mãn ở đây có thể áp chế âm khí trong người ông. Ông muốn ở đây tu luyện lôi đạo, hai ông cháu nhanh chóng bế quan tu luyện, cảm ngộ lôi đế bí pháp. Sau nhiều thời gian tu luyện, Thạch Trung Thiên cũng xuất quan, Thạch Hạo cũng đạt được thành tựu rất lớn, có thể biến hóa lực lượng lôi đạo thành một đôi cánh đầy uy lực. Cậu ngỏ ý muốn ra ngoài tham gia đại chiến 3.000 châu. Thạch Trung Thiên thì ở lại tu hành, cố gắng áp chế âm khí rồi mới ra ngoài. Thế là hai ông cháu nhanh chóng tách nhau ra. Ra tới bên ngoài, Thạch Hạo liền thi triển thần thông xúc địa thành thốn. Có thể bước một bước qua không gian nhưng lại tạo ra những cột lốc xoáy. Chỉ tới khi tu luyện đại thành, dị tượng mới bị thu lại, hiệu quả cũng lớn hơn, có thể xuyên qua mấy vạn dặm cũng chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên bầu trời phía đằng xa xuất hiện dị tượng, sắp sửa có biến cố xảy tới. Mà ở gần đó lại có một đoàn người đang di chuyển. Đi một mình thì quá dễ gây ấn tượng, đám lính đánh thuê này trông có vẻ lộn xộn nên Thạch Hạo đã thừa cơ hội trà trộn vào đoàn người. Trong nhóm người này có một nữ tử xinh đẹp, cậu cảm thấy khí tức trên người nàng ta rất quen thuộc. Sau khi sử dụng trùng đồng thăm dò, cậu lập tức nhận ra nữ tử này chính là Vân Hy. Nàng ta đã phải thay đổi thân phận, còn có đông đảo cao thủ âm thầm hộ vệ, nên cậu cũng đoán ra được Vân Hy đang có chuyện cần làm, nên cậu đã không tiến lại hỏi thăm. Đoàn người di chuyển được một hồi lâu thì bị chặn lại. Bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ.
từ trong vòng xoáy xuất hiện một thanh trường thương, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Trường thương lao xuống dưới tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, giết chết một vài người không kịp bỏ chạy. Hung thủ làm chuyện này là một tên thanh niên. Đi cùng hắn còn có một nữ nhân, bọn họ là thiên thần của chiến tộc. Mục đích tới đây là tìm kiếm một người. Chúng không ngần ngại ra tay giết người để dằn mặt. Hành động này làm cho đám người bên dưới tức giận, bọn họ hô hào các huynh đệ xông lên liều mạng với hai tên này. Chỉ tiếc là họ còn chưa kịp làm gì thì đã bị tên thanh niên tiêu diệt. Hắn không biết danh tính người cần tìm, nhưng biết người đó đang ở trong đoàn người này, cho nên đã lên tiếng yêu cầu người đó ra mặt, nếu không chịu ra mặt, sẽ giết sạch toàn bộ mọi người. Phân Hy định ra tay nhưng một trưởng lão đã ngăn cản, tên kia phóng ra một luồng sức mạnh. Chỉ với một chiêu thức đã làm cho mặt đất nứt ra, vô số người rơi xuống dòng dung nham. Sức mạnh này làm cho Thạch Hạo cũng cảm thấy nghiêm trọng, giữa hai bên có thực lực chênh lệch quá khủng khiếp. Nữ tử của chiến tộc lên tiếng uy hiếp. Tên thanh niên nhanh chóng triệu hồi ra vũ khí và ném xuống đất. Chỉ với chiêu này thôi đã làm cho mặt đất chấn động. Vân Hy bị dư chấn đánh bay ra ngoài. Cũng may có Thạch Hạo ra tay ngăn cản, đồng thời hóa giải lực lượng của đối thủ. Đến đây thì hai người kia cũng đoán ra được mục tiêu. Toàn bộ đám người này liều chết bảo vệ Vân Hy, cho nên nàng chính là người cần tìm và cũng là người đã dung hợp với Thiên Mệnh Thạch. Chiến tộc cũng muốn Thiên Mệnh Thạch, cho dù Vân Hy đã dung hợp vào cơ thể thì bọn họ vẫn có thể tinh luyện ra. Trưởng lão Thiên Nhân tộc biết tình thế không ổn rồi, ông lập tức yêu cầu Vân Hy bỏ chạy. Thạch Hạo nhanh chóng kéo tay nàng rời đi. Những người khác thì liều mình xông lên nhằm câu thời gian để cho nàng chạy thoát. Chỉ tiếc rằng đối thủ bọn họ phải đối mặt lại quá mạnh. Nữ tử của chiến tộc chỉ cần tung ra một chiêu đã tiễn đưa đám người Thiên Nhân tộc xuống đất mẹ. Đối mặt với cao thủ bậc này, Thạch Hạo sẽ làm như thế nào để bảo vệ Vân Hy? Các bạn hãy đón xem diễn biến tập tiếp theo để biết rõ hơn nhé! Video này dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!